Chào các em, thầy rất vui được đồng hành cùng với các em ở bài học lịch sử trên truyền hình. Chương trình đang được phát trên sóng Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Hưng Yên. Các em thân mến, ở bài học buổi hôm trước thì các em đã học một đơn vị kiến thức của bài 22 Cao trào cách mạng tiến tới tổng khởi nghĩa tháng 8 năm 1945. Hôm nay, thầy trò mình sẽ tiếp tục tìm hiểu những đơn vị kiến thức còn lại của bài học này. Các bạn ở môi trường mới, các bạn dở sách giáo khoa mục 5B bài 22 Việt Nam từ năm 1930 đến năm 1945. Bây giờ thầy mời các em vào bài học. Ở buổi học hôm trước thì các bạn đã tìm hiểu xong đơn vị kiến thức đầu tiên của bài này, đó là mặt trận Việt Minh ra đời 19 tháng 5 năm 1941. Nhắc lại một chút để các em hồi tưởng lại kiến thức mà các em học hôm thứ Sáu tuần trước. Sau 30 năm bôn ba tìm đường cứu nước, Bác Hồ của chúng ta lúc bây giờ mang tên Nguyễn Ái Quốc trở về Việt Nam và hoạt động tại Bắc Bó, Cao Bằng. Tại đây, người đã triệu tập hội nghị Trung ương lần thứ 8. Và trong khuôn khổ của hội nghị Trung ương 8 thì mặt trận Việt Minh đã ra đời. Và sau khi mặt trận Việt Minh ra đời thì đã có những bước chuẩn bị hết sức là chu đáo cho cách mạng nước ta về sau. Đó là xây dựng lực lượng, cả về lực lượng chính trị, cả lực lượng vũ trang, đồng thời xây dựng cả căn cứ cách mạng để giúp cho cách mạng nước ta phát triển. Vậy thì với những sự chuẩn bị chu đáo đó của mặt trận Việt Minh thì phong trào cách mạng Việt Nam trong giai đoạn tiếp theo có bước phát triển như thế nào? Chúng ta sẽ tìm hiểu nội dung hôm nay để giải đáp câu hỏi đó các em nhé. Các em vào mục 2 La Mã, cao trào kháng Nhật cứu nước tiến tới tổng khởi nghĩa tháng 8 năm 1945. Ở đơn vị kiến thức này, chúng ta có hai nội dung các em tìm hiểu. Thứ nhất là các em tìm hiểu về Nhật đảo chính Pháp ngày 9 tháng 3 năm 1945. Thứ hai là chúng ta tìm hiểu về phong trào cách mạng chúng ta tiến tới tổng khởi nghĩa tháng 8 năm 1945. Các em vào đơn vị kiến thức thứ nhất, Nhật đảo chính Pháp ngày 9 tháng 3 năm 1945. Các em còn nhớ cái bài học đầu tiên khi thầy dạy các em trên truyền hình thì thầy có hướng dẫn các em rằng là học lịch sử, các em không đơn giản chỉ là biết sự kiện một cách bình thường mà các em nên tìm hiểu sự kiện đấy một cách thấu đáo thì các em thấy lịch sử hấp dẫn và hay được. Thì ở sự kiện này, các em hãy đặt cho thầy một câu hỏi: vì sao Nhật lại đảo chính Pháp vào ngày 19 tháng 3 năm 1945? Khi các em đặt câu hỏi như vậy và các em đi tìm hiểu thì các em thấy sự thú vị của kiến thức lịch sử cũng như giúp các em hiểu sâu sắc hơn nội dung bài học. Vậy thì nguyên nhân mà Nhật đảo chính Pháp thì chúng ta có thể tìm hiểu ở một số nguyên nhân sau đây. Thứ nhất, bước vào năm 1945 thì chiến tranh thế giới thứ hai đi vào giai đoạn kết thúc. Ở mặt trận châu Âu thì nước Pháp được giải phóng và tướng De Gaulle về Paris. Trên mặt trận châu Á Thái Bình Dương thì Nhật liên tiếp thất bại trước đòn tấn công của quân Anh và quân Mỹ. Hơn thế nữa, lúc bây giờ ở Đông Dương đứng trước cái tình thế thuận lợi cho mình thì thực dân Pháp giáo diết hoạt động chờ cơ hội giành lại địa vị ở Đông Dương. Thế thì rõ ràng đây là một trong những nguyên nhân rất quan trọng để khiến Nhật phải đảo chính Pháp. Và trong số nguyên nhân này thì có một cái nguyên nhân nữa mà các bạn theo dõi ở trong sách hướng dẫn thì các bạn sẽ thấy ngay điều này. Đó là lúc này thì con đường biển xuống phía Nam của Nhật đã bị cắt đứt do Mỹ đã chiếm lại Philippines. Và lúc bây giờ chỉ còn có mỗi một con đường bộ là duy nhất thôi. Đấy là lý do mà tại sao Nhật buộc phải đảo chính để độc chiếm Đông Dương. Như vậy, đó là những nguyên nhân cơ bản mà Nhật buộc phải đảo chính Pháp để độc chiếm Đông Dương. Bởi vì nếu như không độc chiếm Đông Dương được thì nguy cơ mà Nhật bị Pháp hất cảng khỏi Đông Dương sẽ đến rất là gần. Đấy là nguyên nhân. Các em chuyển sang phần tiếp theo là chúng ta tìm hiểu về phần diễn biến. Thế bởi vì rõ ràng cái nguyên nhân thất bại gần kề buộc Nhật phải làm đảo chính lật đổ Pháp. Vậy thì diễn biến của cái cuộc đảo chính này diễn ra thế nào? Thầy mời các em quan sát ở trong sách giáo khoa, phần chữ nhỏ
người ta viết rất rõ, rất tỉ mỉ về cái sự kiện Nhật đảo chính Pháp. Các bạn nhìn thấy chưa? Ở đây em thấy ngay đó là đêm ngày 19 tháng 3 năm 1945. Nhật đổ súng, lật đổ Pháp trên toàn Đông Dương. Sao Trác Khoa biết rất rõ cái ý này? Quân Pháp thì chống cự yếu ớt và sau đó nhanh chóng đầu hàng. Rõ ràng đây là một trong những cái sự kiện mà nó tác động rất lớn tới cách mạng Việt Nam. Bây giờ tất cả chúng ta hướng lên màn hình, thầy sẽ cung cấp chúng ta một thước phim tư liệu để các em hiểu sâu sắc hơn về cái sự kiện này. Đến đầu năm 1945, Nhật hất cẳng Pháp và leo thang chiến tranh ở Đông Dương. Quân đồng minh ném bom xung quanh Sài Gòn đe dọa quân Nhật. An Allied bombing around Saigon further alarmed the Japanese. Ông Henri Bonfil, tướng De Gaulle nắm vững tình hình ở Đông Dương. Ông cho rằng Pháp chỉ có thể quay lại Đông Dương với vũ khí trong tay và tuyên chiến với Nhật. Nhật đã đoán trước được trận chiến này, nên đã tước vũ khí quân Pháp ngày 9 tháng 3 năm 1945. Nhật đã hất cẳng Pháp, bắt giữ toàn bộ lính Pháp, chỉ trừ một số trốn thoát sang Trung Quốc. Thế là những nỗ lực phát triển thuộc địa của Pháp tại Đông Dương đã sôi hỏng bỏng không. Vừa rồi thầy đã cung cấp chúng ta một đoạn phim tư liệu về hình ảnh Nhật đảo chính Pháp ở Đông Dương. Thông qua thước phim tư liệu đấy thì các em thấy rằng là bao nhiêu công sức mà Pháp gây dựng thuộc địa ở Đông Dương giờ đây đã xoảng bỏng không. Nhật đã chính thức hất cẳng Pháp ra khỏi Đông Dương. Và rõ ràng đây là một tình thế mà sau này học ở các đơn vị kiến thức tiếp theo, các em sẽ hiểu được nó có tác động như thế nào tới phong trào cách mạng Việt Nam để chuẩn bị cho tổng khởi nghĩa tháng 8 năm 1945. Vậy thì thông qua cái diễn biến này và thông qua cái thước phim tư liệu mà thầy vừa cung cấp giúp các em, chắc có lẽ các em dễ dàng trả lời thầy kết quả cuộc đảo chính này ra sao, quân Pháp thất bại như thế nào. Chúng ta biết hết cả rồi, phải không các em nhỉ? Và kết quả các em dễ dàng thấy được phát xít Nhật hất cẳng Pháp và độc chiếm Đông Dương. Như vậy, nhân dân Đông Dương bây giờ chỉ còn một kẻ thù duy nhất, đó chính là phát xít Nhật. Điều này sẽ được xác định trong những chủ trương tiếp theo của Đảng ở phần sau mà các em học. Rõ ràng lúc bây giờ Nhật đã độc chiếm Đông Dương, và sau khi mà chúng chiếm được Đông Dương thì chúng rêu rao những luận điệu hết sức là tốt đẹp với người dân Đông Dương. Chúng cho rằng là sẽ giúp người dân Đông Dương độc lập và giúp người dân Đông Dương sống sung sướng hơn. Nhưng thực tế có thế không? Các em quan sát trên màn hình. Theo Đại cương lịch sử Việt Nam tập 2, thì sau khi mà Nhật chiếm Đông Dương, thì thủ đoạn của chúng nhanh chóng bị lột trần sau những lời hứa tốt đẹp trước đây. Về chính trị, Nhật tuyên bố cho Việt Nam độc lập, nhưng chúng giữ nguyên bộ máy thống trị của thực dân Pháp, chỉ thay người Pháp làm toàn quyền và nắm toàn bộ quyền lực. Chúng lập chính phủ Trần Trọng Kim làm bù nhìn và lập ra hàng loạt tổ chức đảng phái chính trị phản động. Đấy là về chính trị. Còn về kinh tế, chúng cướp đoạt trắng trợn tài sản của nhân dân ta, bắt nhân dân ta nhổ lúa, trồng đay, trồng thầu dầu, vơ vét nguyên liệu, hàng hóa, lương thực, tăng thuế, v.v. Chúng chiếm các cơ sở kinh tế của Pháp. Ở bài trước thì chúng ta đã biết được rằng là chính Nhật và Pháp cấu kết với nhau đã gây ra một nạn đói khủng khiếp ở miền Bắc nước ta cuối năm 44, đầu năm 1945, khiến khoảng hơn 2 triệu đồng bào ta chết đói. Thì đến giai đoạn này thì vẫn tiếp tục thủ đoạn như thế, thì nó khiến cho dân ta vô cùng cực khổ. Rất nhiều tư liệu và hình ảnh các em được xem ở buổi học trước các em thấy rồi. Đời sống của dân ta vô cùng cực khổ, và lúc bây giờ rất nhiều nhân chứng kể lại là xác người chết đói đầy đường. Đi đâu người ta cũng gặp những người chết đói. Cuộc sống của dân ta vô cùng cơ cực. Thế thì chúng nghĩ rằng với những hành động và việc làm như thế thì sẽ bóp nghẹt tinh thần đấu tranh của nhân dân Đông Dương nói chung và nhân dân ta nói riêng.
Thế nhưng chúng đã lầm. Dân tộc Việt Nam không bao giờ chịu khuất phục trước mọi kẻ thù. Chính những hành động và thủ đoạn đấy của chúng càng khiến cho tinh thần đấu tranh giành độc lập của nhân dân ta ngày càng phát triển mạnh mẽ hơn. Bằng chứng là chúng ta có sự chuẩn bị hết sức chu đáo để tiến tới Tổng khởi nghĩa tháng 8 năm 1945. Cam chuyển sang mục tiếp theo. Tiến tới Tổng khởi nghĩa tháng 8 năm 1945. Thế thì ở đơn vị kiến thức này, chúng ta lại đặt ra một câu hỏi cho thầy. Đứng trước cái sự kiện mà Nhật đảo chính Pháp năm 1945 đấy, thì cách mạng chúng ta có những chuẩn bị như thế nào? Thì vấn đề này thì chúng ta có thể thấy ngay được sự chỉ đạo của Đảng ta. Ngay trong cái đêm mà Nhật đảo chính Pháp mùng 9 tháng 3 năm 1945 đó, thì Ban Thường vụ Trung ương Đảng đã họp và có rất nhiều những chủ trương kịp thời. Cái việc mà Nhật đảo chính Pháp này, các em nhớ với thầy, đã nằm trong tiên liệu của Đảng ta từ trước đó vài năm rồi. Bởi vì Đảng ta đã nhận định trước sau Nhật và Pháp sẽ đảo chính. Hai con hổ sẽ không thể chung một lãnh địa và chúng sẽ làm một cuộc đảo chính để mà tranh giành quyền lực độc chiếm Đông Dương. Đó là điều đã được tiên liệu. Chính vì vậy mà ngay trong cái đêm mà Nhật đảo chính Pháp đấy thì Đảng ta đã họp và có những chủ trương hết sức kịp thời. Vậy thì chủ trương đó là gì? Các em lưu ý ở cái phần đơn vị kiến thức này, theo chương trình giảm tải mới nhất mà Bộ Giáo dục thông báo ngày 31 tháng 3 năm 2020 ấy, thì ở cái mục này thì các em học dưới sự hướng dẫn của các thầy cô giáo. Các em nhớ nhá. Vậy thì bây giờ thầy sẽ hướng dẫn để các em tìm hiểu cái đơn vị kiến thức này một cách rõ ràng, đơn giản nhất nhưng các em lại hiểu một cách sâu sắc nhất. Trước mặt các em bây giờ là có sách giáo khoa, có vở ghi. Các em hãy vừa quan sách và sách giáo khoa, vừa theo dõi trên màn hình, vừa lắng nghe thầy giáo hướng dẫn, chắc chắn các em sẽ tìm hiểu những sự kiện một cách tốt nhất. Vậy thì các em đặt câu hỏi rằng là trong cái sự kiện này thì Đảng ta có chủ trương gì? Mở sách giáo khoa ngay phần đầu ở mục 2 ấy, thì sách giáo khoa đã ghi rất rõ chúng ta một số cái chủ trương. Thứ nhất, đó là chúng ta ra chỉ thị Nhật Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta. Các em chú ý trên màn hình. Ngay khi tiếng súng đảo chính của Nhật nổ ra ở Đông Dương thì lập tức Ban Thường vụ Trung ương Đảng đã họp và ra ngay chỉ thị Nhật Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta. Chúng ta không thể làm ngơ trước sự kiện này được. Nó có thể nói đây là một điều kiện thuận lợi để giúp cho cách mạng chúng ta phát triển. Thế thì chúng ta phải hành động thế nào đây khi mà Nhật Pháp bắn nhau? Câu hỏi đặt ra là như thế và lập tức chúng ta phải có hành động ngay. Và hành động tức thì đó là Đảng đã xác định kẻ thù chính cụ thể trước mắt của người dân Đông Dương lúc này là phát xít Nhật, chứ không còn là Pháp Nhật như trước đây nữa. Bởi vì tại sao? Các em biết rồi gì? Nhật đã đảo chính và lật đổ Pháp. Pháp bây giờ không còn hiện hữu ở Đông Dương nữa, mà Nhật bây giờ đang độc chiếm Đông Dương. Vì vậy mà kẻ thù chính của dân chúng ta bây giờ là phát xít Nhật. Vì thế bây giờ đánh Nhật là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu. Tiếp đến, để giúp cho phong trào cách mạng phát triển cũng như là giúp cho khí thế của phong trào cả nước đi lên, Đảng quyết định phát động một cao trào kháng Nhật cứu nước. Cái cao trào này phải phát triển một cách mạnh mẽ để làm tiền đề cho Tổng khởi nghĩa tháng 8 năm 1945. Vậy thì nhìn vào những cái chủ trương này, các em có đặt ra câu hỏi đây là những chủ trương như thế nào của Đảng không? Chúng ta lại đặt ra câu hỏi vì sao khi Nhật đảo chính Pháp Đảng lại có chủ trương như vậy? Các em cứ liên tục đặt cho thầy những câu hỏi vì sao và các em đi tìm hiểu thì kiến thức lịch sử tự nhiên vào đầu các em một cách đơn giản và sâu sắc nhất. Chứ chúng ta đừng chỉ ghi một cách đơn giản, sau đó chúng ta học thuộc lòng rồi chúng ta hôm sau có thể chúng ta thuộc đấy, nhưng hôm sau nữa các em lại quên mất. Nhưng khi các em đặt ra câu hỏi vì sao và các em tìm hiểu giải thích, em sẽ không quên, nhiều năm sau sẽ không quên. Vậy thì rõ ràng nhìn vào những chủ trương này, chúng ta nhận xét được luôn đây là những chủ trương đúng đắn, kịp thời của Đảng Cộng sản Đông Dương. Các em còn nhớ
Từ khi thành lập ngày 3 tháng 2 năm 1930 thì đảng ta luôn luôn là lực lượng lãnh đạo cách mạng. Mọi vấn đề cách mạng trong nước đều dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Sau này đổi tên là Đảng Cộng sản Đông Dương từ tháng 10 năm 30 mà các em biết rồi. Thế thì với bất kỳ một hoàn cảnh nào, bất kỳ một điều kiện nào thì Đảng luôn luôn có những chủ trương kịp thời, đúng đắn như ngọn đuốc sáng soi đường chỉ lối cho cách mạng Việt Nam chúng ta đi lên. Và lần này không phải là ngoại lệ. Đứng trước một cái thời cơ thuận lợi như thế, một cái điều kiện hết sức là thuận lợi như thế, Đảng đã có chủ trương hết sức kịp thời. Đây, nhớ cho thầy, thầy khẳng định lại này, đây là chủ trương đúng đắn, kịp thời của Đảng Cộng sản Đông Dương để thúc đẩy phong trào cách mạng cho nó phát triển. Vậy thì ở đây các em chú ý có một cái chủ trương hết sức là cần thiết và kịp thời giúp cho cách mạng chúng ta phát triển, đó là phát động cao trào kháng Nhật cứu nước trong cả nước. Vậy thì bây giờ các em sẽ tìm hiểu xem cái cao trào này nó xuất hiện và phát triển như thế nào. Các em chuyển sang phần tiếp theo, diễn biến cao trào kháng Nhật cứu nước. Ở phần này, thầy sẽ hướng dẫn chúng ta tìm hiểu một cách đơn giản nhất. Trong sách giáo khoa họ viết rất là dài, đôi khi chỗ có thể là đọc nó hơi khó hiểu cho các em. Và hôm nay thầy sẽ hướng dẫn các em tự học bằng cách chúng ta sẽ thống kê những cái chi tiết, những sự kiện tiêu biểu thôi. Và các em đã hiểu được tương đối sâu sắc về diễn biến của cao trào kháng Nhật cứu nước trong cả nước. Thứ nhất là chúng ta nhìn vào sách khoa, các em quan sát cho thầy giáo, các em thấy ngay. Đầu tiên các em tìm hiểu xem vùng Thượng Du và Trung Du Bắc Bộ thì ở đây tiến hành khởi nghĩa như thế nào. Thì ở vùng Thượng Du và Trung Du Bắc Bộ, các em xem sách giáo khoa ấy, các em thấy ngay là tiến hành khởi nghĩa từng phần. Lưu ý này, ở đây thì vùng Thượng Du và Trung Du Bắc Bộ là chủ yếu. Ngoài ra cái việc khởi nghĩa từng phần nó còn diễn ra ở nhiều địa phương khác, chứ không đơn thuần chỉ ở vùng Thượng Du và Trung Du Bắc Bộ. Các em nhớ nhá, thành lập Việt Nam Giải phóng Quân và khu giải phóng Việt Bắc ra đời. Các em nhìn xét khoa, các em thấy ngay cái sự kiện khi mà cao trào kháng Nhật cứu nước đang dâng cao, thì ngày 15 tháng 4 năm 1945, Hội nghị quân sự cách mạng Bắc Kỳ họp và đã quyết định thống nhất các lực lượng vũ trang thành Việt Nam Giải phóng Quân. Và tiếp đó là đến ngày 4 tháng 6 năm 45, 1945 đấy, thì khu giải phóng Việt Bắc được ra đời. Các em quan sát trên màn hình, thầy sẽ cung cấp cho chúng ta về khu giải phóng Việt Bắc. Các em quan sát trên toàn bộ cái phần màu cam, các em theo dõi trên lược đồ, đó chính là khu giải phóng Việt Bắc. Còn ở đây khu giải phóng Việt Bắc của chúng ta bao gồm hầu hết các tỉnh Cao Bằng, Bắc Cạn, Lạng Sơn, Hà Giang, Tuyên Quang và Thái Nguyên. Ngoài ra còn một số vùng lân cận nữa của khu vực này. Đây là toàn bộ khu giải phóng Việt Bắc, các em nhớ. Sau đó thì Ủy ban khu giải phóng Việt Bắc đã thi hành 10 chính sách của Việt Minh để mà đáp ứng cái nguyện vọng của người dân. Và khu giải phóng Việt Bắc này, các em nhớ cho thầy, trở thành căn cứ địa của cách mạng của cả nước. Đồng thời đây chính là hình ảnh của nước Việt Nam mới của chúng ta sau này. Và các em học lịch sử thì các em sẽ nhớ với thầy, khu giải phóng Việt Bắc này nó không chỉ tồn tại ở trong cách mạng tháng 8 năm 1945, mà sau này trong công cuộc kháng chiến chống Pháp năm 1946-1954 ấy, thì Việt Bắc cũng là nơi mà làm căn cứ cách mạng của chúng ta trong quá trình hoạt động chống Pháp. Các em nhớ với thầy nhé. Như vậy là ở khu vực Trung Du và miền núi Bắc Bộ thì chúng ta thấy ngay phong trào khởi nghĩa diễn ra cũng rất sôi nổi. Sau vùng Thượng Du và Trung Du Bắc Bộ là đến thành thị. Ở thành thị thì các em thấy, đọc sách giáo khoa ấy, các em thấy ngay một điều, các cuộc meeting, biểu tình, diễn thuyết nổ ra khắp nơi. Việt Minh thẳng tay trừng trị những tên tay sai bán nước. Nó tạo một không khí cổ vũ phong trào cách mạng trong cả nước.
Đấy. Thế thì dưới sự lãnh đạo của Việt Minh thì các cuộc meeting biểu tình nổ ra tương đối là sôi nổi ở các thành thị. Nó cho thấy một không khí cách mạng đã lan tỏa từ vùng trung du, miền núi về đến thành thị. Thế còn ở vùng nông thôn thì các em nhìn vào trong sách giáo khoa thì các em có thể xác định ngay cho thầy. Ở nông thôn, dưới sự lãnh đạo của Việt Minh thì phong trào phá kho thóc của Nhật giải quyết nạn đói cũng diễn ra sôi nổi. Các em còn nhớ trước cái sự áp bức bóc lột của phát xít Nhật thì nhân dân ta vô cùng đói khổ. Vì thế bây giờ muốn cho cái sức mạnh của người dân chúng ta được nâng cao thì chúng ta phải giải quyết được cái nạn đói. Và đứng trước cái thời khắc đó thì Việt Minh đã chỉ đạo, đã lãnh đạo nhân dân phá kho thóc của Nhật để chia cho những người nông dân nghèo. Đấy, đấy là những việc làm hết sức cần thiết lúc bây giờ để người dân giải quyết nạn đói. Bây giờ chúng ta hãy hướng lên màn hình. Thầy sẽ cung cấp chúng ta một thước phim tư liệu về cảnh mà dân ta phá kho thóc và giải quyết nạn đói. Ngày 9 tháng 3 năm 1945, Nhật hất cảng Pháp. Thường vụ Trung ương kịp thời ra chỉ thị, Nhật Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta. Phát động quần chúng biểu tình vũ trang phá các kho thóc của bọn thống trị chia cho dân nghèo. Video vừa rồi đã minh chứng cho chúng ta thấy cái khí thế của quần chúng nhân dân dưới sự lãnh đạo của Việt Minh, chúng ta hăng hái phá kho thóc của Nhật để giải quyết nạn đói. Thế thì học cái đơn vị kiến thức này, các em có đặt ra câu hỏi Hưng Yên chúng ta có hành động gì không cùng cả nước trong cao trào này không gì? Có đấy các em ạ. Hưng Yên chúng ta tự hào là một địa phương anh hùng. Trong đêm 11 tháng 3 năm 1945 thì dân quân tự vệ đã đánh đồn Bần Yên Nhân, hiện nay ở thị xã Mỹ Hào của chúng ta đấy, và đã thu được một số khí giới quan trọng của kẻ thù, đóng góp cùng cả nước trong cao trào kháng Nhật cứu nước. Vậy thì đến đây thầy đã hướng dẫn các em tìm hiểu được những sự kiện tiêu biểu nhất về cao trào kháng Nhật cứu nước trong cả nước. Trong sách giáo khoa viết rất là dài, các em chỉ cần tóm lược lại cho thầy những ý cơ bản như vậy thôi, và các em đọc tìm hiểu thêm thì các em sẽ hiểu sâu sắc được cao trào này. Vậy thì sau khi tìm hiểu xong được ba cái sự kiện tiêu biểu này thì các em có đặt ra câu hỏi, vậy thì cao trào kháng Nhật cứu nước có vai trò gì cho các tháng 8 năm 1945? Các em thử suy nghĩ và các em trả lời thầy xem nào. Nào, cao trào này, cao trào kháng Nhật cứu nước này đóng vai trò gì, hay nói cách khác có ý nghĩa gì cho cuộc tổng khởi nghĩa cách mạng tháng 8 chúng ta về sau? Có lẽ nếu suy nghĩ kỹ thì các em sẽ hiểu được ngay. Vậy thì cái cao trào này nó tạo một cái không khí tiền khởi nghĩa lan tràn khắp cả nước. Nó báo hiệu thời khắc quyết định sắp tới. Có người ví rằng là cả dân nước Việt Nam lúc bây giờ, cả dân tộc Việt Nam lúc bây giờ như là một đám, như là một vùng cỏ khô. Chỉ cần một đốm lửa nhỏ thôi là sẵn sàng bùng cháy để thiêu đốt tất cả kẻ thù cướp nước và bán nước. Nó giống như một cái lò xo bị nén lâu ngày, chỉ chờ dịp bung ra, và sức mạnh khi bung ra thì sẽ vô cùng to lớn. Có thể nói không khí tiền khởi nghĩa đã lan tràn khắp cả nước. Chỉ đợi thời cơ, chỉ đợi mệnh lệnh là chúng ta sẽ vùng lên để giành chính quyền. Như vậy đến đây thì thầy đã cùng các em tìm hiểu những kiến thức cơ bản nhất của cái đơn vị kiến thức ngày hôm nay, đó là cao trào kháng Nhật cứu nước tiến tới tổng khởi nghĩa tháng 8 năm 1945. Dưới sự hướng dẫn của thầy, có lẽ thì các em đã có thể tìm hiểu những sự kiện tiêu biểu nhất trong sách giáo khoa. Mong rằng chúng ta hãy đọc thật kỹ sách khoa và nhìn các sự kiện mà các em vừa ghi chép được để chúng ta bồi dưỡng thêm cho kiến thức lịch sử của mình. Để củng cố cái bài học
22 thì thầy có một cái bài tập nho nhỏ các em theo dõi trên màn hình. Nhiệm vụ của các em bây giờ là các em hãy nối cho thầy cột thời gian và với cả cột sự kiện sao cho chính xác. Thông qua toàn bộ nội dung bài 22 học rồi, thầy tin chắc các em dễ dàng tìm những sự kiện và thời gian chính xác nhất, bởi thầy đã biết các em đều là những người rất yêu lịch sử Việt Nam. Bởi đúng như lời Bác Hồ từng căn dặn, dân ta phải biết sử ta cho tường gốc tích nước nhà Việt Nam. Các em thấu hiểu điều đó. Vì thế, những sự kiện đối với các em cực kỳ đơn giản. Thế thì, cái sự kiện thứ nhất, đó là mốc thời gian ngày 19 tháng 5 năm 41, thành lập mặt trận Việt Minh. Thì các em học ở buổi hôm trước các em biết rồi, đúng không? Đấy, hoàn cảnh thầy đã nói qua lại ở phần đầu rồi, có lẽ các em sẽ không còn phải thắc mắc gì cả. Sự kiện thứ hai, ngày 9 tháng 3 năm 45 là Nhật đảo chính Pháp tại Đông Dương. Chúng ta vừa tìm hiểu ở phần đầu tiết học. Sự kiện thứ ba là đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân được thành lập 22 tháng 12 năm 1944, tiền thân của quân đội nhân dân Việt Nam ngày nay. Sự kiện thứ tư là Hội nghị quân sự cách mạng Bắc Kỳ họp ngày 15 tháng 4 năm 1945. Thầy giáo vừa cung cấp chúng ta ở phần trước, đó là thống nhất các lực lượng vũ trang thành Việt Nam Giải phóng Quân. Các em có thể siêu tầm một cái bài hát viết về Việt Nam Giải phóng Quân rất hay ở trên Internet. Và sau bài học này chúng ta sẽ mở ra và chúng ta ngân nga hát theo để thấy được không khí hào hùng của chúng ta nhé. Và sự kiện cuối cùng đó là khu giải phóng Việt Bắc ra đời ngày 4 tháng 6 năm 1945. Đấy là sự kiện chính tiêu biểu. Và các em nhớ được những sự kiện này thì cơ bản là chúng ta đã có thể nhớ được những ý chính của cả bài 22 rồi đấy. Để củng cố lại bài học, thầy có hai câu hỏi tự luận để các em suy nghĩ và các em tìm hiểu. Câu hỏi thứ nhất, mặt trận Việt Minh được ra đời trong hoàn cảnh nào? Sau khi thành lập, mặt trận Việt Minh đã có bước chuẩn bị như thế nào cho cách mạng Việt Nam? Thì để trả lời câu hỏi này thì chúng ta dở lại sách khoa mục 1 La Mã và theo dõi toàn bộ nội dung kiến thức đã học thì các em trả lời được ngay. Như phần đầu buổi học hôm nay thầy đã cung cấp lại để các em nhớ được, đó là cái bối cảnh mà Bác Hồ chúng ta về nước triệu tập hội nghị Trung ương 8 và trong khuôn khổ đó thì mặt trận Việt Minh được ra đời. Và sau khi ra đời thì mặt trận Việt Minh đã chuẩn bị phải nói là chu đáo cho cách mạng về sau. Đó là xây dựng lực lượng chính trị, lực lượng vũ trang và căn cứ cách mạng. Các em đọc và các em hiểu sâu hơn vấn đề này nhé. Câu 2, sau khi Nhật đảo chính Pháp, Đảng Cộng sản Đông Dương đã có chủ trương gì? Những chủ trương đó giúp em hiểu được vai trò lãnh đạo của Đảng trong quá trình chuẩn bị cho tổng khởi nghĩa tháng 8 năm 1945 như thế nào? Thế thì trả lời câu hỏi này thì chúng ta rất đơn giản, phải không các em? Mặc dù đây là phần tự học của hướng dẫn, nhưng dưới sự hướng dẫn của thầy, có lẽ những chủ trương các em nhớ được ngay. Có 3 chủ trương mà các em vừa ghi ở phần đầu của mục 2 nhỏ, đúng không các em? Thầy sẽ không nhắc lại nhé. Thế còn câu hỏi, ý hỏi thứ hai ấy, yêu cầu các em đưa ra nhận xét ấy, thì câu hỏi này nó ở dạng rất là mở. Sẽ giúp các em bằng tư duy của quan dân Việt Nam, bằng tư duy của những người hiểu biết lịch sử, các em có thể trả lời được theo ý hiểu của các em. Nhưng cơ bản thì các em có thể bám vào đấy là thể hiện vai trò lãnh đạo tuyệt đối của Đảng trong quá trình chuẩn bị cho tổng khởi nghĩa tháng 8 năm 1945. Bởi vì chỉ có Đảng, dưới ánh sáng soi đường của Đảng thì cuộc đấu tranh của chúng ta mới có thể đi đến bến bờ thắng lợi. Bởi vì để có cuộc tổng khởi nghĩa tháng 8 năm 1945 về sau ấy, thì chúng ta phải trải qua rất nhiều cuộc tập dượt. Mà các cuộc tập dượt ấy đều đứng dưới sự lãnh đạo của Đảng. Các em có nhớ không nhỉ? 30, 31, 36, 39 và bây giờ là 39, 45. Tất cả những điều đấy đã minh chứng một lần nữa cho chúng ta thấy rằng là có Đảng là chúng ta có thắng lợi. Có Đảng là chúng ta sẽ có được những thành công to lớn trong không khí cách mạng của tổng khởi nghĩa tháng 8 năm 1945 về sau. Các em thân mến, bài học ngày hôm nay thì thầy đã cung cấp chúng ta những kiến thức cơ bản nhất nhưng cũng là tương đối đầy đủ để giúp các em hiểu sâu sắc
về khí thế của cả nước chuẩn bị cho tổng khởi nghĩa tháng 8 năm 1945. Ở nhà, trong những ngày mà các em tạm nghỉ học vì dịch Covid, chúng ta hãy xem lại nội dung bài học, hoàn thiện các bài tập ở sách khoa. Đồng thời, để chuẩn bị cho bài học hôm sau, các em hãy sưu tầm với thầy tư liệu về tổng khởi nghĩa tháng 8 năm 1945 trên Internet. Thầy tiết lộ nhé, ở trên đó có rất nhiều tư liệu hay và quý giá mà các em nên tìm hiểu để hiểu sâu sắc hơn về phong trào cách mạng nước ta. Đồng thời, các em chuẩn bị cho thầy bài nội dung bài 23 tổng khởi nghĩa tháng 8 năm 1945 và sự thành lập nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Bài học của chúng ta hôm nay đến đây là kết thúc. Thân ái, chào các em.